Ở nhà hàng thì bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm mà cách ghép chim sinh sản ha. Hiện tại trên tay mình đang cầm một bé lửa máy. Máy này mấy con của mình lên ha. Mình nuôi thì mình thúc cắm cái trước rồi. Có anh trống này bữa giờ mình chưa có xài kích hết gì hết đó. Giờ thì mình sẽ quay cho cả nhà xem ha. Chuồng mình nó phải bạo lực như vậy nó mới vô ha. Thì con này mình thấy nó đã kha rác đầy cái tổ rồi, nó nằm nó ngủ rồi á, thì giờ mình mới lấy ra mình ghép. Với lại một phần nữa là chuồng mình bây giờ nó mới xong, để mình đặt máy quay ha, mình quay mình đỏ đuôi xong mình thả ra mình ghép như thế nào mình chia sẻ anh em luôn, kích thước của chuồng như thế nào và làm ra sao luôn ha. Đây giờ mình sẽ đo đuôi bé này trước ha, sau đó mình sẽ đo đo trống ha. Thì bé này rất là đẹp thôi nha, nhìn giống cái trang mã trống ha, và đầu của nó nè. Nói chung là nó là con lửa mã trống ha. Đây mặt ú u luôn á, tay mình cầm nè cả nhà thấy không. À, mình nuôi căng luôn đó cả nhà thấy không, căng da lên. Mình sẽ đo ha. Đu anh có 13 đúng rồi cả nhà. Đây nè. 13 đúng ha. Giờ mình sẽ khảo vào. Giờ mình sẽ khảo vào chuồng ha. Đây. Thả vào chuồng trước sau đó mình chỉ sao ha. À, giờ ra đây rộng rãi ha. Cái chuồng trong kia thì nó cũng như vậy thôi à. Nó chỉ có dài có mấy ba thôi. Sao mình lấy nét không được, từ từ. Nói chung bây giờ cũng gần chiều rồi. Thôi thì mình sẽ thả chim vào buổi chiều ha. Ok, giờ tới bé trống ha. Thả xong rồi bắt đầu mình sẽ nói cho anh em nghe cách xào 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 ha. Đối với con trống này cũng vậy, mình sẽ bắt tay chứ mình không thả ấy ha. Đây, mình bắt con trống đuôi ngang 4 ra ha. Thì giờ anh em hết cơ hội bắt rồi đó, bây giờ chỉ có anh em chào bắt chim con thôi, chứ còn anh em đưa bé về chắc không được rồi ha. Đây ok, mình sẽ thả nó ra nha. Đó. Có máy rồi hát nha. Đây là cách ghép của mình ha. Thì đầu tiên muốn ghép chim thì bắt buộc là cả nhà phải có chim giống và sau đó là có chuồng. Thì chuồng thì mình cũng giới thiệu sơ cái chuồng này của mình ha. Chuồng này của mình có bề ngang qua là 1,2 m, cao từ dưới đất này lên nè là 1 m, mỗi chuồng đều là 1 m ha, và sâu vô là 1,6 m. Thì tùy anh em thôi, có nếu mà anh em mà có không gian rộng có điều kiện thì phải xây rộng hơn, nhưng mà đối với mình như thế này thì nó quá rộng rồi. Còn đối với anh em khác còn nhỏ hơn nữa, hồi trước của mình anh trước anh em thấy 1,2 m, 1,3 m, rất là ngắn mà ít nhỏ hơn, diện tích nhỏ hơn ha. Ra đây thì mình làm rộng hơn cho thoải mái tụi nó. Và cách ghép á, thì ăn thua anh em thôi. Mình chủ yếu mình lựa những con chim hay đẹp, tố chất này kia nọ thì do cái khâu ban đầu của mình chọn thôi. Và cách ghép thì của mỗi người sẽ cách ghép khác nhau. Riêng đối với mình á, thì mình thường thả cùng một lúc. Và anh em thấy mình cũng không có kè nữa. Con chim này để ở trong nhà mình để ở ngoài. Còn bữa trước mình nuôi ở ngoài cái AV ở quầy xăng á, sau đó mình đem vô trong nhà mình thúc lửa lên vài bữa. Giờ thì chuồng này xong rồi mình đem ra đây mình ghép với cái máy này. Tại vì con máy này là, cũng là máy con mà nó cũng đã kha rác rồi nên mình thả nó vô. Và ở ngoài thì mình đã hút kích trứng là trước đó rồi cả nhà. Nói chung là chim nhà mình là, thì con nào cũng ăn, nó chỉ có mấy thằng ở trong lòng này là mình không cho ăn thôi nè. Đây giờ mình sẽ quay cận ở trong ha, nói chung mình để bắt mép lại cả nhà. Đó. Thì đối với những con chim mà anh em ghép sinh sản như thế này á, thường thì nó sẽ có hiện tượng đánh nhau. Nhưng mà anh em chịu khó giúp mình là đồ ăn thức uống thì phải để hai máng. Ha, cái gì cũng để làm hai hết ha. Còn nếu mà anh em cảm giác mà những con chim nó là cái nết của nó đã hiền rồi đó thì mình chỉ cho tụi nó ăn chung.
ăn chung uống chung ha. Chứ còn nếu mà nó bánh nhau á, thì bắt buộc là phải hai máng hai nơi. Thì ví dụ như cái chùa này của mình vậy nè, thì anh em bỏ đây máng nước, ở đây máng thức ăn, và cái máng nước máng thức ăn anh em phải bỏ trong kia nữa thì làm như vậy con chim của mình á nó mới có thể là con này uống nước thì con kia mệt ở đằng kia cũng uống nước. Chứ mà ví dụ hàng con trống đang đứng giữ đây mà nó uống nước rồi anh máy anh dí anh uống nước anh thác hết thác rồi anh dí con máy tiếp là con máy họ đứt hơi chết queo đó, cái đó là anh em phải cân nhắc cẩn trọng chỗ đó ha, để tránh trường hợp là chim của mình là một con khỏe một con yếu ha. Đó, chỉ có chơi như vậy thì chim của mình nó mới ổn thỏa ha. Và mình thả hồi nãy giờ ở nhà thấy không, cái này là mình thông cái kè ha, làm thực tế cho cả nhà xem luôn là như thế nào, tại vì mỗi người có một cách khác nhau, mình không có làm giống người ta mà người ta cũng không làm giống mình đó, cho nên là anh em đừng nói là thấy ông đó làm vậy đó mà sao mình không làm vậy, thì tại cách thức của mình từ xưa đến giờ, kể cả mình cái khu vô bò cũng vậy, mình bắt hai con mà mình thả vào buổi chiều. Nói chung là để mình lấy giờ cho chắc ha, chứ để anh em mình sẽ tới giờ đó cả nhà ha, mình thả giờ giờ chiều ha, thứ sáu ngày 8 tháng 12 năm 2023 và 15:39 là mình thả trước đó rồi hả nhà thấy ha. Nói chung mà chưa đánh nhau chưa gì hết nha, nói chung là mình phải ở từ đây đến tối đó, chứ mình không có buông được, nếu mà có đánh thì mình sẽ can thiệp liền. Sao ghét dữ ta, trong đây nó lại không bắt nét được đó, lại ăn lại đây. Và ở bên trong chuồng này mình chỉ làm ba cái cầu thôi nha. Nói chung cái này là mình cũng học hỏi của anh em khác á, chứ không phải là tự nhiên mình gắn ba cái cầu đâu. Với lại mình muốn là trống trải sau này thì ví dụ này kia nọ cũng có dễ thôi. Nói chung chuồng nào của mình cũng làm ba cây cầu hết á. Ở đây cũng ba cây nè cả nhà. Thấy không? Ba cây, và ở đây của mình cũng rải cát sơ hết rồi, nói chung mỗi chuồng mình đều rải cát hết, cũng là ba cây nhưng mà kiểu gắn nó khác khác xíu thôi. Cái chuồng này thì cái lồng này tí mình sẽ bắt cái con 18 vào để mình con 18 đây à 18 năm chứ không phải 18 nữa à. Con này thì ngày mai là đi về Đồng Tháp rồi. Cũng là ba cây thì mỗi chuồng của mình đều là ba cây hết ha, và đặc biệt cái nha thì ở mỗi ô này của mình nó sẽ có một cục gạch, ở chuồng này không có hả. Mình tính là làm theo kiểu chim sinh đó cả nhà, tại vì vài bữa nữa mình lấy chim của anh Trí đem về tại chuồng mình xong mình sẽ lấy về đó, có cái lọc này à. Là một con trống sẽ ghép được nhiều con mái cả nhà. Cái này là kiểu chim chim của chim sinh thôi nha, còn đối với chim Việt như mình thấy mình ghép từ xưa giờ nó theo chế độ một vợ một chồng, mình đổi con trống khác vô là thật sự mình nói là nó phải là quýnh chết mái, rất là cực rất là khó, cho nên là không thể nào mà làm được đối với chim Việt ha. Thì mình không biết anh em nào thử chim Việt chưa, chứ mình thử mình đã thử rồi nhưng mà không được, và đặc biệt ghép cái kiểu kia thì anh em phải canh ngày canh giờ rất là nhiều để mình mới có thể là cho con chim của mình nó ổn thỏa hơn xíu, là nó phù hợp với lại cái điều kiện của nó đó thôi nha. Ví dụ con này đẻ ra là bao nhiêu ngày đặt máy bao nhiêu lần, và đặc biệt cái đó anh phải lắp camera này phải giỏi nữa, còn không anh phải canh biết được cái con chim khi nào anh đặt máy rồi mình mới đem đi mà mình ghép được. Giờ nếu mà có chia thì mình sẽ chia luôn nguyên một cặp này chứ mình không chia một con đâu nha cả nhà. Nó nói chứ giờ chờ nó đẻ thôi chứ chi gì, nhưng mình có chia thì chia giá, thì giờ giá cũng là trên trời đó. Ok vậy ha, thì có vài cái chia sẻ anh em bây giờ để anh em có thể là tham khảo và tìm hiểu thêm kỹ hơn về những dòng chim sinh sản thì tùy ha, anh em cứ dựa theo những cái yếu tố mà mình làm được kiện tự nhiên của mình ha, và thời điểm bây giờ là thời điểm ghép chim đẹp nhất ha cả nhà, nói chung là bây giờ cũng gọi là trễ rồi đó. Nói chung ra bây giờ thì chưa có gì đâu, thì hiện tại bây giờ thì chỉ có chờ thôi. Hồi nãy mình giới thiệu quên giới thiệu sơ về cái cửa chuồng như thế này,
Cửa chuồng thì cả nhà có thể thấy rồi ha. Thì mình làm theo kiểu này, một cái ô lớn và một cái cửa nhỏ. Thì đây nè, cửa này là full luôn, thì để mình ra vô. Và cái cửa này á, thì đây là để mình cho thức ăn cho này cho kia nè. Đó, để vô ra vô như vậy thì chim mình sẽ ổn hơn ha. Đó cả nhà. Còn cái này thì do cái cửa này nó xuống sập luôn, là mình chưa có bắn cái ổ khóa này, thì phải có ổ khóa này nữa để gài lại thì mới tháo ra tháo vô không được ha. Chứ còn cái này là nó tháo ra tháo vô được nè. Lỡ mà ví dụ mà nó tông mạnh quá thì nó, nói chung là chim nào mà tông nổi ha. Thức ăn hiện tại bây giờ thì mình dùng cám kích trứng, khố kích trứng, mình trộn sâu cám. Tại vì con lửa trống này nó ăn cám nữa. Một phần nữa mình loại sâu cám như vậy thì con chi con sâu mình nó không có đói. Thì nói chung khố kích trứng thì anh em tùy anh em thôi, anh em chọn nhiều hết ít gì sao không được, còn không cho cũng được, không sao hết. Giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn mọi người sau ha. Chúc mọi người là có một mùa ghép chim sinh sản hoặc là thành công nhé.